Chào anh em đã đến với kênh Vinh Thành Audio. Trong video ngày hôm nay xin giới thiệu với mọi người về một đôi loa bút sale đến từ hãng Onkyo. Model của nó là D102AX. Đôi loa này thì nó sẽ có một cái cấu tạo rất là khủng nha nè, made in Japan. Một bát là 13cm và một chép đơn là 2,5cm nha. Hoàn thiện bằng gỗ hết nha. Đây là cái lưới bên tay trái nha. Lưới còn liên lạc hết. Cụ từ rất là to nha, thì chút nữa em sẽ mở bên trong nội thất cho anh em xem. Onkyo D102AX. Trong này thì nó sản xuất tại Nhật Bản luôn, made in Japan. Trùng series luôn nha nè. 6601. 6601 nha. Trợ kháng đo là 4 ohm, công suất là 80W, made in Japan luôn. Phần bên ngoài nha. Cấp này do vận chuyển như nè, còn lại là đẹp hết nha. Thiết kế lỗ thông hơi, tinh chất âm của nó rất là thoát nha. Rồi em sẽ test một đoạn thanh để em thưởng thức về chất âm của đôi loa Onkyo Made in Japan. Chiến tranh từng vượt qua đường đạn mìn, buổi chiều nào dân quân không dám tiến, đêm trong máu lửa ôm tay súng trận, trận nhận diện thời gian lẽ nhớ như chút tình duyên. Ta biết ta từ đó đã mất ưu tư chín mùi, môi son nước cười giờ hồng dần tan nên em biết ngàn tình thương. Có khi xa vắng đêm bằng bao đêm trắng, tiếng khóc hôm nào thay tiếng mơ mỗi chờ đêm tóc tôi chỉ còn đôi ta. Chất âm rất hay nha nè. Dòng loa bút sale khủng long của hãng Onkyo. Thông số kỹ thuật của đôi loa Onkyo D102AX sản xuất tại Nhật Bản, made in Japan. Giá xuất xưởng là 48.000 yên và phát hành vào năm 1998. Với một lo bass là 13cm và một lo chép đơn 2,5cm. Được hoàn thiện bằng gỗ thực. Rồi hai đường tiếng. Giải tần từ 45Hz đến 35kHz. Công suất maximum là 80W, trợ kháng là 4 ohm. Độ nhạy là 89 dB. Với kích thước chiều ngang 172mm, chiều cao 295mm và chiều sâu là 276mm. Trọng lượng là 4,9kg một loa, made in Japan. Đây là nội thất bên trong cặp loa Onkyo D102AX nha em. Đây là cổ loa chép nha, từ đôi, từ rất là to, Onkyo. Và bên trong loa thì ở đây nó sẽ có một cái bộ phân tầng nha. Ở phía loa chép và cái loa bass cũng có một phân tầng, tổng cộng là 2 phân tầng nha. Cấu hình rất là khủng nha nè.
Và đây là cái củ la bát đây, từ to khủng luôn. Và bên trong thì nó sẽ có một cái tấm xốp tiêu âm nha. Dòng bút xeo nhưng đã được hai trang bị là hai phân tầng luôn nha, củ từ khủng hết, củ chép và củ bát nha. Với đôi loa bút xeo cao cấp của hãng Onkyo D102S Made in Japan thì em có thể phối ghép để làm loa bút xeo, loa nghe nhạc trong bộ dàn rất là hay. Và với đôi loa này thì em sẽ bán với giá là 1.950.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ tới số điện thoại 0834563852, em xuất hàng toàn quốc. Anh em xem kênh ủng hộ em vui lòng nhấn nút đăng ký màu đỏ phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.